Ngay từ thuở thế giới còn sơ khai, ngựa trắng đã xuất hiện, mở ra những kỷ nguyên mới, chinh phục những đỉnh cao mới, in dấu chân mình lên những vùng đất mới, chặng đường mới, với những thử thách mới, trở ngại mới, liệu có đủ để cản vó ngựa phi? Khi giờ đây, ngựa trắng lại có thêm sức mạnh đến từ người bạn đồng hành quốc tế.